Everybody, how are you? Ok, chào mừng quay trở lại kênh Hoàng Thị Tết của mình nha. Lâu lắm rồi, hôm nay mình lại được test game cho anh em trải nghiệm. Và hôm nay mình mới kiếm được một con iPhone 6 phiên bản 16 GB. Hôm nay mình sẽ lấy con này ra mình test liên quân cho các bạn nha. Ok, mình sẽ test liên quân trên iPhone 6 phiên bản 16 GB. Thì con này hiện tại mình nâng cấp lên phiên bản là 12.4.1. 12.4.1. Đây là thông số kỹ thuật của nó. Con này là phiên bản 64 GB nha các bạn. Xin lỗi các bạn, xin lỗi các bạn. iPhone 6 phiên bản 64 GB. Hiện tại thì con này đang còn trống khoảng 45,81 GB nha các bạn. Ok, con iPhone 6 phiên bản 64 GB này thì sử dụng màn hình LED plastic IPS LCD 4,7 inch, 4,7 inch Retina HD, chạy hệ điều hành iOS. Con này thì mình đã nâng cấp lên iOS 12 rồi nha các bạn, 12. RAM 1 GB, bộ nhớ 64 GB. Con này chỉ có một SIM thôi. Pin là 1810 mAh. Con này sử dụng chip Apple A8 2x64 bit nha các bạn, 2x64 bit, tốc độ 1.4 GHz, đồ họa Power Quad VGA GX6450. Con này thiết kế nguyên khối hợp kim nhôm. Thường thì những dòng sản phẩm của Apple iPhone đó, thiết kế là hợp kim nhôm nha các bạn. Con này khá là mỏng, chỉ có 6,9 mm và nặng chỉ có 124 g. Nói chung là con này cầm rất là chắc tay nha các bạn, cầm rất là chắc tay và vừa vắng với tay mình luôn đó. Nó chỉ có một khuyết điểm so với những dòng sản phẩm mà các bạn đam mê chơi game bây giờ là màn hình con này thì chỉ có 4,7 inch thôi, và thiết kế là màn hình vẫn còn kiểu xa xưa nha các bạn. Màn hình bây giờ thường mình thấy là màn hình giọt nước, còn con này thì thiết kế màn hình 4,7 inch. Tuy nhiên con này thì khá là mỏng và khá là nhẹ luôn. Pin là 1810 mAh. Mở khóa bằng vân tay nha các bạn. Con này có hỗ trợ mở khóa bằng vân tay. Ok, và hôm nay mình sẽ test liên quân trên iPhone 6 phiên bản 64 GB. Chạy chip Apple A8 2x64 bit, tốc độ 1.4, đồ họa Power Quad VGA GX6450, RAM 1 GB, bộ nhớ 64 GB, pin 1810 và màn hình là 4,7 inch. Không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu vô mình test cho các bạn trải nghiệm thôi. Con này thiết kế khá là nhẹ và mỏng nên các bạn cầm mà chơi game rất là nhẹ nhàng luôn đó. Chơi chắc 3 4 trận không thấy mỏi tay luôn. Giá hiện tại của con này theo mình thấy ở trên thị trường á, hiện tại thì máy iPhone 6 này hiện tại ở trên hệ thống FPT, Viễn thông A cũng như là Thế Di Động thì đã ngừng kinh doanh rồi nha các bạn. Các bạn mà muốn mua thì các bạn có thể đến Cell Phone hoặc là Bách Khoa Computer. Thì hiện tại này mình có thấy ở trên Cell Phone con này giá hiện tại là hàng cũ nha các bạn, khoảng 3 triệu mấy á, chính xác là khoảng 3 triệu tư và triệu rưỡi. Các bạn đợi mình xíu để mình đăng nhập vô nha. Đó, cái phần này là mình phải che lại thôi. Kênh của mình là chuyên về test game Liên Quân, PUBG, Free Fire. Hiện tại hôm nay mấy ngày nay thì mình hơi bận. Mình được dự định là mình sẽ test Realme 5 Pro cũng như là Vivo V17 Pro cho anh em trải nghiệm.
Thì trong 1 2 3 ngày tới nữa mình rảnh là mình sẽ test cho anh em thôi. Bật âm thanh lên cho các bạn trải nghiệm nha. Để mình coi con này cài đặt thì sao đây. Chạy chip Apple A8 RAM 1 GB. Con này với con iPhone 5S cũng như là 6 lớp thì đều là RAM 1 GB nha các bạn. Con này thì không có bật cái FPS cao được rồi. Trời, không bật cái chất lượng hình ảnh luôn mới ghê. Chất lượng hình ảnh chỉ ở mức thấp thôi, bởi vì dung lượng còn lại của thiết bị khá hữu hạn. Hệ thống đề nghị không chỉnh chất lượng hình ảnh cao để tránh hiện tượng crash hoặc lắc. Ok. Giờ nói chung con này chất lượng hình ảnh cũng như là độ phân giải FPS không được gì hết. Ok, thì mình cứ chơi như một chiếc điện thoại bình thường thôi. Bởi vì con này thì RAM nó chỉ có 1 GB thôi nha các bạn. RAM chỉ có 1 GB thôi. Nên cũng không bật FPS cao. Quan trọng là con này vô có chơi có giật lắc hay không thôi. Hiện tại kênh của mình về dòng iPhone á, thì mình có test iPhone 5S, iPhone 6 là hôm nay mình test nè, iPhone 6 Plus, iPhone 6S Plus, iPhone 8 Plus. Thì có một số dòng sản phẩm thì mình sẽ cố gắng mình tìm thì mình test cho các bạn nha. Kênh của mình chủ yếu để test game. Nếu mình chơi không hay, anh em đừng chửi mình. Rồi, nay mình bắt đầu mình chơi cái bạn này, mình thích cái bạn này rồi nè. Bạn này nhìn rất là dễ thương. Pin con này thì 1810 mAh các bạn. Con này nó mỏng 69 mm, nặng có 124 g, bởi vậy pin của nó chỉ có 1810 thôi. Quan trọng là chơi game sẽ như thế nào thôi. Dòng iPhone mà RAM 1 GB hay 2 GB chiến game theo như mình là rất là ngon các bạn. Nếu các bạn muốn chơi game á, thì các bạn một là các bạn theo như mình thôi nha, theo như mình cảm nhận thôi, một thì các bạn mua dòng sản phẩm tầm RAM 6 GB đối với hệ điều hành Android. Còn với iPhone á, thì các bạn mua khoảng tầm RAM 2 3 GB là mạnh rồi. Nhưng mà iPhone thì giá nó hơi cao một chút xíu. Mình có test con 8 lớp đó. RAM nó chỉ có 3 GB thôi mà nó bật FPS cao luôn nha các bạn. Mà giá đó thì hơi chua, tới 17.990 lận. iPhone 6 64 GB không max setting nha các bạn. Ok, vô trận chiến rồi đây. Tên 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 tên. Bé này rất là dễ thương. Chiều cao có hạn và cân nặng cũng rất là hạn chế. Cài đặt coi.
Vô chiến thôi nào. FPS 30. Nhìn đánh cái tướng thấy ghét. Ưỡn ngực chu mông, quắt cái lông, quắt cái cánh. Hồi đông vậy, đồng minh của mình đâu rồi? Hỡi các anh em của tôi đâu hết rồi? Thợ nhìn mẹ quấn tướng mệt mỏi ghê. Không được các bạn ơi, bên đây đông quá. Con này tuy màn hình nó chỉ có 4,7 inch thôi nha các bạn, nhưng mà nhìn rất là, mình nói chung là mình vô game mình nhìn mình thấy con này màn hình cũng rất là lớn đó, không phải nhỏ đâu. Có đồng minh rồi. Chiến thôi. Lên đi bộ. Trời ơi. Mới vô mất máu rồi. Wi-Fi rớt rồi. Bên mình đang tập trung về cánh cánh hữu nè. Bên đây rất là đông vui. Anh em thông cảm cho mình nha, mình chơi game không hay, mình bù lại mình chăm chỉ mình test game cho anh em để anh em trải nghiệm. Trời nó lắc quá các bạn ơi. À. Sắp mặt luôn rồi. Máu không còn một giọt. Mình chơi thì cảm thấy nó hơi lắc nha các bạn. Nãy giờ mình chơi mình cảm thấy con này chơi hơi lắc một chút xíu, các bạn cảm nhận được không? Mình đã chơi gà rồi nó còn lắc như vậy thì trời ơi chắc chứ mình thoái game luôn quá. Vô đi bộ ơi. Bộ hay quá. Hôm qua nãy giờ chưa chết miếng nào. Bộ mình nó thấy mình đẹp nó đi theo mình. Cái thằng ngu chua vô trụ chi vì nó bắn cho. Wi-Fi ơi là Wi-Fi, tôi đã chơi gà rồi mà còn Wi-Fi yếu như vậy. Làm các bạn coi các bạn cảm thấy tôi chơi quá tệ. Thực ra tôi chơi cũng hay lắm chứ bộ. Cái thời chưa đến thôi. Thời đến rồi là tôi hết thời luôn. Anh em ơi, mình lên đi nào. Lại rớt wifi rồi thì có bạn nào nhà wifi mạnh bán cho mình 1.000 wifi đi nào.
Trời, bộ mình hôm nay mạnh quá các bạn ơi. Trận này mình có chơi gà đi nữa thì bộ mình cũng vẫn thắng thôi. Má ơi, lắc rồi, lắc rồi. Rồi xong luôn. Không thấy bầu trời đâu luôn rồi. Ây da. Lắc quá phải không các bạn? Mua cho em nữa nha anh ba ơi. Mình chưa ăn cái gì hết á. Mình test cho các bạn nên mình muốn ăn luôn. Ôi lắc quá vậy ta. Rồi 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 à, wifi rớt chết luôn rồi, lắc quá các bạn ơi. Má chết nằm cái tướng ghét không này, chết một cách đau khổ. Này nó mà quần nó chết nó phải che lại. Mình đã chơi gà rồi gặp thêm wifi nữa thì chứ. Không mà ăn được cái gì luôn. Chạy chạy chạy. Trời ơi, toàn hỗ trợ không mà vô toàn hỗ trợ không gì trời, không giết được một ai luôn trời. Tình hình là win rồi các bạn ơi. Trước khi Win còn giết được một người á. Trời ơi nó lắc kìa. Ok. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Mình vừa test Liên Quân trên con iPhone 6 RAM 64 GB. Quên, RAM 1 GB bộ nhớ 64 GB. Chạy chip Apple A8 2 x 64 bit, tốc độ 1.4 GHz. Pin thì 1810, màn hình 4,7 inch. Thì con này thì về phần cài đặt thì không max setting được nha, không bật FPS cao được, không bật FPS cao được, chất lượng hình ảnh cũng chỉ ở mức thấp, độ phân giải HD thì không có. Trong quá trình chơi game thì nói chung là wifi rớt, chơi giật lắc quá các bạn ơi. Trước khi mình chết thì mình có tặng được các bạn một mạng, đó là mình đã giết được một đứa rồi. Chứng tỏ là mình cũng chơi cũng khá là ổn nha. Ok, cảm ơn các bạn coi video mình nha. Nếu cảm thấy hay đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn nếu không hay comment cho mình nha. Mà thật sự là mình không hay thì cứ comment cho mình đi. Xin giới thiệu ý kiến cũng kinh nghiệm. Ok, iPhone 6 test Liên Quân khá là buồn. Giá 3 triệu rưỡi. Ok, cảm ơn các bạn. Tạm biệt mọi người.